Tại nhà thi đấu tổng hợp Bình Thuận đã diễn ra giải bóng bàn các câu lạc bộ, hiệp hội, liên đoàn, trung tâm toàn quốc trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Đây là giải đấu thường niên do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức. Giải đấu năm nay thu hút gần 100 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ trong toàn quốc. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, lứa tuổi từ 40 đến 64. Giải đấu nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện và tham gia thi đấu môn bóng bàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ bóng bàn trong toàn tỉnh. Giải đấu được diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 12 năm 2023. Sáng qua, tại sân vận động huyện Đức Linh đã diễn ra lễ khai mạc Hội Khỏe Phụ Đồng huyện Đức Linh năm học 2023-2024. Hội Khỏe Phụ Đồng năm nay của huyện Đức Linh có sự tham gia của hơn 300 vận động viên, là học sinh của 25 trường tiểu học, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở, 11 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Các em học sinh tham gia thi đấu môn điền kinh, môn bơi lội và võ cổ truyền. Qua hội khỏe nhằm tạo sân chơi để các em học sinh thể hiện năng khiếu thể dục thể thao, giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường học trên địa bàn.